Câu chuyện tâm linh có thật này, chúng tôi xin được khuyến nghị quý khán giả cân nhắc kỹ trước khi xem, vì trong đó có rất nhiều tình tiết mạnh có thể gây ám ảnh cho người xem. Chúng tôi xin được vào luôn câu chuyện. Vì lòng tham mà bọn chúng đã cắt mái tóc của cô gái đã chết đem bán ngoài tiệm làm tóc giả. Từ đây nhiều điều ma quái đã xuất hiện trong ngôi nhà. Cô chị là một kẻ ăn chơi. Vào một ngày nọ, cô ta nhốt cô em gái của mình vào nhà. Ngôi nhà bị cháy nhưng kỳ lạ thay, người chết là người chị chứ không phải người em. Nhưng cô chị không hề biết bản thân mình đã chết, cho đến khi cô em gặp được bố mẹ mình và khóc kêu rằng chị gái đã chết. Bây giờ là 23 giờ đêm, các bạn đang nghe đài FM của đài phát thanh VOV Giao thông. Đêm đã về khuya, những ai còn đang di chuyển trên đường tầm này chắc là vì công việc hoặc đi ăn uống đang trên đường về. Phục, Tuân đập tay vào nút tắt đài trong xe. Tâm trạng anh bây giờ rất tệ, lo lắng khiến trán anh nhíu chặt, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương và đôi mắt ẩn sau cặp kính hiện lên vẻ bồn chồn. Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ, bàn tay cầm vô lăng siết lại chặt hơn. Con đường phía trước trống trải và tối đen mịt mùng, ánh sáng từ đầu xe chiếu xa một khoảng 5 mét, đường vắng nên Tuân càng đạp sâu chân ga, xe lướt đi vun vút trong màn đêm. Khoảng 2 tiếng trước, bệnh viện thông báo vợ chưa cưới của anh đã trốn khỏi phòng bệnh, cô ấy không về nhà, cũng không bắt máy điện thoại, bất đắc dĩ họ phải gọi cho anh. Tuân nghĩ tới đó mà lòng như lửa đốt, anh lo sợ cô ấy sẽ làm điều gì dại dột, hiện cô ấy đang phải điều trị bệnh ung thư máu quái ác. Sau vài lần xạ trị, tóc của cô ấy đã rụng tới trơ da đầu. Các bác sĩ còn phát hiện vợ chưa cưới của Tuân chớm mắt chứng trầm cảm, một bệnh tâm lý rất nguy hiểm. Họ đã cho cô ấy dùng thuốc nhưng tình hình gần như không có tiến triển gì nhiều. Phía bệnh viện khuyến khích kết hợp tác động tâm lý với dùng thuốc để cải thiện tình trạng cho cô ấy. Phần lớn những u uất phát sinh trong lòng vợ chưa cưới của Tuân là do cô sợ anh sẽ hủy hôn và bỏ rơi cô sau tất cả. Tuân nhận thức được trách nhiệm của mình rất lớn, anh luôn sắp xếp thời gian để vào thăm cô, ít nhất 2 ngày một lần. Nhưng hôm nay thì không, anh có chuyến công tác đột xuất, nên chỉ có thể gọi điện nói chuyện với vợ chưa cưới, cô đã im lặng cúp máy ngay sau đó. Bấy giờ Tuân chợt có linh cảm rất xấu về chuyện này. Cho tới cách đây vài tiếng, khi nhận được điện báo từ bệnh viện, Tuân lập tức chạy xe về tìm cô. Đen. Đang trong lúc miên man suy nghĩ, chiếc điện bỗng sáng lên, màn hình hiển thị tên người gọi tới. Tâm, là cô ấy. Tuân lập tức cầm điện thoại lên nghe, giọng anh nói nhanh như quát. Em đang ở đâu vậy? Anh Tuân, cứu em. Tiếng người con gái thổn thức đứt quãng qua điện thoại, lọt vào tai Tuân lại giống như một luồng điện giật tung não anh. Vừa chuyển ánh nhìn dưới vô lăng lên cửa kính, trong khoảng ánh sáng đèn pha, đột ngột xuất hiện một vật. Anh còn chưa kịp định thần, xe đã lao tới, thứ kia lập tức bị đâm trúng, cái chóp đầu lòa xòa đập thẳng vào cửa kính xe. Tuân vội dứt điện thoại sang một bên, hai tay ghì chặt vô lăng, chân nhả ga, chân đạp phanh hết cỡ, nhưng vẫn không ngăn được cú va chạm đó. Thứ trước mặt giống như dở tan thành một đống dính trên cửa kính. Không phải máu, ngay lúc đó anh nhận ra kia là một vật thể, chắc chắn không phải là nước bắn lên cửa kính xe. Thứ đó mềm và tách rời nhau thành từng sợi mảnh, chính mắt Tuân còn thấy nó trượt dần xuống, tưởng như đó là một cái đầu đầy tóc đang từ từ rơi khỏi mặt kính. Cho tới khi xe hoàn toàn dừng lại, anh vẫn chưa hết bàng đích vì những gì vừa diễn ra. Quá trình tiếp theo còn nhanh hơn nữa, khi mà Tuân vẫn đang quan sát, thì vật thể kỳ quái kia đã hành động, chính xác là nó tuân dọc về bên trái mặt kính, với tốc độ chớp nhoáng. Những sợi mảnh kết lại với nhau và tự động di chuyển, chỉ loáng một cái cửa kính trước mặt anh đã trống trơn. Tuân vẫn giữ mắt nhìn thẳng trong vài giây, anh tự hỏi thứ đó có phải là tóc không? Nếu là tóc vậy chắc hắn phải mọc ra từ một cái đầu nào đó. Có thể anh đã tông trúng một người đi đường, người ấy vừa ngã sang bên trái xe. Ngay lập tức, anh mở cửa, nhưng kinh ngạc làm sao, bên ngoài không có một vết tích da chạm nào. Không ai ngã ra đường, bên trái xe không có, trong gầm xe không có, xung quanh ngoài ánh sáng phát ra từ đèn pha ô tô thì chỉ thấy bóng tối hun hút. Tuân cao mày, với tốc độ như vậy mà xảy ra va chạm, người bị đâm trúng chắc phải gãy nát xương, sao có thể nhanh chóng rời đi như vậy? Chợt anh lạnh người, có một cảm giác nghi hoặc dội lên trong đầu Tuân. Lúc xe đâm vào thức đó, anh khẳng định không nghe thấy một tiếng gì, càng không cảm thấy chút chấn động nào ở bên ngoài.
giống như xe chỉ lao vào không khí vậy. Bất giác Tuân nhìn về phía trước tấm kính, còn rất nhiều tóc vẫn mắc ở cần gạt nước, chúng dài và đen nhánh. Tuân còn cảm tưởng như chúng động đậy được, từng sợi ngút ngoắt như xúc tu, chúng hết bám lên cửa kính lại quấn vào gương xe. Nhưng sau khi nhìn lại, anh không còn thấy gì nữa, chút tóc đó giờ buông thõng xuống, dù vậy khi nhìn chúng anh vẫn thấy sau gáy có chút rờn rợn. Chuyện này nghĩ cũng hơi bất thường, anh hoàn toàn tỉnh táo khi thấy xe đâm vào thứ đó, khoan, lùi lại thời điểm thứ đó xuất hiện. Tuân bặm môi, có phải anh nhìn nhầm rồi không? Lúc đó có một đồng lòa xòa đột nhiên ập đến, nó như bay từ phía bên phải sang, anh chạy xe ngang qua nên vô tình đâm vào nó. Một đám tóc bay từ bên phải tới, Tuân liếc nhìn sang bên phải, đó là một khu đồng không trống thiên trống địa, bằng cách nào mớ tóc có thể xuất hiện được ở đấy? Hơn nữa, nó đang bay đi đâu? Tuân nghĩ và tự thấy lưng lạnh toát, bên trái nơi mà nó bò qua, chính là sau lưng anh. Tuân không dám trực tiếp quay lại nhìn, anh liếc vào gương xe, đằng sau không thấy gì, nhưng tốt nhất là nên rời khỏi đây, anh nhanh chóng vào xe, đóng cửa và nổ máy lên. Chợt nhớ ra cuộc gọi gian dở với Tâm, Tuân tìm quanh mới thấy mình làm rơi điện thoại dưới sàn xe. Cuộc gọi đã kết thúc. Anh có gọi lại vài lần nhưng không được, những lo lắng lúc này trỗi dậy dày đặc giống như màn đêm trước. Cô ấy kêu cứu, Tuân nghĩ mà không dám tưởng tượng ra chuyện kinh khủng nào có thể xảy đến với Tâm, giờ biết đi đâu để tìm cô ấy đây. Trong lúc rối bời, Tuân lục tìm danh bạ điện thoại những người có liên quan tới Tâm. Đột nhiên anh nhớ tới đích, người này làm ở tổng đài, có thể nhờ giả cậu ta tra cứu vị trí cuộc gọi hoặc nơi phát ra tín hiệu cuối cùng của số điện thoại cô ấy. Ngay lập tức Tuân gọi cho đích, may sao đang trong giờ trực của cậu ta. Sau khi nghe anh giải thích qua loa, đích đồng ý tìm giúp anh và nói khi nào có kết quả sẽ báo lại cho anh ngay. Tuân tiếp tục chạy xe tới bệnh viện, anh muốn biết trước khi bỏ đi, vợ chưa cưới của anh có biểu hiện gì khác thường không. Phải nói rằng lúc đó anh rất căng thẳng, nhưng trực giác anh lại không tập trung về phía trước. Thỉnh thoảng Tuân vẫn liếc sang cửa kính bên trái, anh cảm giác mái tóc vừa rồi rất quen. Chẳng là anh từng mua cho Tâm một bộ tóc giả, màu đen nhánh, dài tới eo, bằng với chiều dài của những sợi tóc ngoài kia. Nghĩ lại mới thấy, gần đây có chuyện kỳ quái xảy ra, khiến cho anh phải nghi ngờ là những chuyện đó đều liên quan tới một chữ tóc. Tô Khánh Tâm, 26 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư máu giai đoạn 2. Trước đó, Tâm đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới sắp được tổ chức trong tháng tới. Sự việc không may xảy đến khi cô tới nhà chồng sửa soạn thiệp mời. Đột nhiên hai mắt cô hoa lên, đất trời tối sầm lại, mũi đổ máu và ngay lập tức cô ngã quỵ xuống bất tỉnh. Đám cưới bị hoãn lại vô thời hạn, phía bệnh viện yêu cầu xạ trị trong 6 tháng. Họ nhắc nhở gia đình nên chuẩn bị tâm lý động viên bệnh nhân. Tâm biết rất có thể nhà chồng sẽ không đồng ý tiếp tục đám cưới nữa. Các bác sĩ cũng nói rằng khả năng đậu thai của cô rất thấp và cô cũng không đủ máu để cung cấp cho thai nhi. Trước cơn bão lòng ghê gớm đó, Tuân đã luôn bên cạnh chăm sóc cô, tiếp thêm động lực để cô bước vào giai đoạn điều trị khó khăn. Anh từ khi nào đã trở thành mạng sống trong cô? Vì vậy sau 2 tháng xạ trị, ngày ngày được thấy anh tới thăm nom đều đặn, cô cảm giác mình đã bình tâm hơn rất nhiều. Cho tới tháng thứ 3, khi Tâm bắt đầu có những dấu hiệu của tác dụng phụ sau xạ trị, da cô khô nứt và tóc rụng, sang tháng thứ 4 thì da đầu cô đã lộ rõ từng mảng lớn, tóc cũng mỏng hẳn đi. Tâm dần lo sợ, có thể Tuân dẫn đến thăm cô, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, chắc chắn anh sẽ cảm thấy chán ghét. Tâm luôn có suy nghĩ rằng anh đang dần lãng tránh cô, càng ngày anh càng ít nhìn cô hơn, hoặc là nhìn đi nơi khác hoặc cúi vào điện thoại. Cô từng nghĩ, nếu rụng hết, chắc anh sẽ bỏ rơi cô. Anh đã 32 tuổi, nếu cô không nhanh chóng khỏi bệnh, có thể gia đình sẽ giục anh cưới người khác. Lúc đó cô biết làm sao, cô lấy thân phận nào mà giữ chân anh, rồi đây cuộc đời cô chẳng biết phải về đâu. Chính suy nghĩ ấy đẩy Tâm rơi vào trầm cảm, cô không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, ngoài Tuân. Tính chiếm hữu trong cô chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, dường như mỗi giây mỗi phút, Tâm đều muốn chiếm lấy anh cho riêng mình. Cô đâm ra dè chừng với tất cả những người xung quanh và không còn tin tưởng bất cứ ai. Các bác sĩ phát hiện ra chứng trầm cảm của Tâm sau đó một thời gian, khi mà cô gần như trơ với mọi tác động ngoại cảnh. Họ đã cho cô dùng thuốc, nhưng một thời gian dài sau tình hình vẫn không có tiến triển. Tâm bị ám ảnh bởi mái tóc đang rụng đi hàng ngày của mình,
bây giờ bệnh đã chuyển sang giai đoạn chống đối. Cô tấn công lại các y bác sĩ, vô tình họ phát hiện ra thuốc mà bình thường cô phải uống đều bị dắt vào các khe giường, cô chỉ ngậm chúng trong miệng mà không nuốt. Sau khi các y bác sĩ rời đi, Tâm lập tức nhổ thuốc ra và nhét vào tất cả những chỗ xung quanh giường nằm. Lượng thuốc tìm thấy dưới khe giường nhiều tới mức dốc được thành nắm. Chính vì vậy mà việc điều trị trầm cảm cho Tâm trở lên nan giải. Tuân là người duy nhất cô tin tưởng, lời nào anh nói ra cô đều nghe theo. Các bác sĩ đã gặp anh để trao đổi về tình hình của cô. Tuân hiểu mình phải làm gì, anh cố gắng dành nhiều thời gian hơn nữa để được chăm sóc cho Tâm. Nói thật nhiều chuyện để giúp cô khuây khỏa. Hơn tất cả, anh còn hứa chỉ cần cô khỏi bệnh thì hai người sẽ tổ chức đám cưới. Có một điều băn khoăn trong lòng Tâm bấy lâu nay, khi nghe những lời này, cô mới lên tiếng giải bày. Tóc em rụng hết như vậy, liệu có thể làm cô dâu được không? Tóc rụng có thể mọc lại, quan trọng là sức khỏe của em. Chỉ có uống thuốc mới nhanh khỏe được, khi nào tóc mọc dài rồi chúng ta làm đám cưới, Tuân âu đáp. Không, em muốn ra viện là làm đám cưới luôn. Tuân nhìn ánh mắt tha thiết của Tâm lúc đó, anh mỉm cười, nói: Em có muốn anh tặng quà cho em không? Có, quà gì của anh em cũng thích hết. Vậy tới đây anh sẽ tặng em, còn bây giờ em mau uống thuốc đi, bác sĩ sắp vào kiểm tra rồi. Thứ mà Tuân nghĩ tới, đó là một tóc giả giống với mái tóc trước đây của Tâm. Cô đã luôn hãnh diện với mái tóc dài đen mực của mình. Hiện tại Tâm trở lên như vậy một phần là vì cú sốc khi mất đi niềm kiêu hãnh đó. Anh sẽ đặt cho cô một bộ tóc giả y hệt như vậy, hy vọng khi đội nó lên, Tâm sẽ lấy lại được tinh thần, cũng có thể tạm thời dùng cách này giúp cô vững tin và tiếp tục điều trị. Trên đường trở về, Tuân suy nghĩ rất lung tới dự định đó. Một mái tóc đen dài bóng mượt, khi chạm vào cảm giác thật mềm mại, nghĩ là vậy nhưng để hình dung ra thì hơi khó. Nếu có hình ảnh thực tế ở đây, chắc Tuân sẽ đỡ phải phân vân. Cùng lúc đó, đèn đường vừa chuyển sang màu đỏ, anh dừng xe, ngay phía trước là một chiếc xe bus. Tuân nhìn lướt qua cửa kính sau xe, đột nhiên anh khựng lại. Ngồi ở hàng ghế cuối có ba người, đều là nữ, hai người buộc tóc, duy có người ngồi giữa là xõa tóc. Tóc người kia dài trùm lưng, màu đen tuyền và thẳng tắp, trùng khớp là Tuân đang nghĩ về một mái tóc như vậy, ngay lập tức anh bị nó thu hút. Nhưng nhìn một lát, anh chợt thấy có gì đó bất hợp lý. Người kia ngồi trong xe bus, cửa sổ đóng chặt, điều hòa thốc từ trên xuống. Vậy vì sao tóc người đó lại đang bay ngược từ dưới lên, gần như là tóc đến tận cổ? Nhìn kỹ thì lại không giống đang bay, kiểu như có ai đó liên tục hất tóc từ dưới lên, động tác lặp đi lặp lại không ngừng. Cứ như thế, mái tóc bay tung lên rồi lại rủ xuống. Kinh ngạc hơn cả là người kia vẫn ngồi yên, hết 60 giây đèn đỏ. Tuân không rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ quái đó. Chẳng lẽ là do cô ấy dùng tay hất tóc, nhưng tay cô ấy vẫn buông thõng và dai thì trùng thế kia, nghĩa là cùng lúc Tuân vấp phải điều kinh ngạc thứ hai. Anh thấy tư thế của cô gái có phần bất thường, so với hai người ngồi cạnh, dai và tay của cô gái gần như dốc đứng. Bình thường khi ngồi dai sẽ phải vuông góc với thân, ngay cả đứng dai cũng vẫn gồ lên, buông thõng như vậy không phải đứng, không phải ngồi, chỉ có thể là bị treo. Trong đầu Tuân hiện lên hình ảnh một người treo cổ, toàn thân lơ lửng, bả vai trùng xuống, ép cho hai cánh tay dính sát vào cơ thể, đầu cúi gập lại và cổ bị sức nặng của cơ thể kéo cho lệch đi. Bất giác gai ốc anh nổi đầy hai cánh tay, điều hòa trong xe thốc vào mặt lạnh toát, mắt anh nhìn trân trân cô gái có mái tóc bay bay trong xe bus. Chưa hết, điều đáng sợ nhất khi đang mãi nhìn mớ tóc đó là Tuân chợt phát hiện cô gái này không có gáy, đúng hơn là anh thấy tóc cô ấy cứ bay lên mãi, cảm giác như không dính vào da đầu vậy. Ẩn sau mớ tóc là một khoảng tối đen, anh ghé mắt ngước lên, mất một lúc mới thấy được nửa khuôn mặt ló ra. Mặt người kia cúi sâu, cầm chạm tận cuốn cổ, anh chỉ thấy được từ trán tới sống người đó. Tuân khiếp đảm tới tái, trong lòng run sợ, một người chết treo trên xe bus, cô ấy còn đang mặt đối mặt với anh. Lại nói, hai người bên cạnh dường như không thấy gì kỳ lạ, chốc chốc họ lại quay sang nói với nhau vài câu, có khi còn cười khúc khích. Bim, bim, có tiếng còi bíp còi inh ỏi từ phía sau. Dường nhìn vào gương chiếu hậu, rất nhiều xe đang mất bình tĩnh nháy đèn về phía anh, đèn xanh bật sáng từ lúc nào, chiếc xe bus kia cũng đã đi xa cả chục mét. Tuân đạp chân ga, anh cho xe chạy từ từ, dù rất muốn vượt nhưng càng đến gần anh càng thấy hoang mang.
Lòng hiếu kỳ khiến anh phải ngước mắt lên cửa kính sau xe bus một lần nữa. Ba người bọn họ vẫn ngồi đó, hai người bên cạnh nói chuyện rất hăng say, nhưng Tuân cùng lúc thấy cô gái đó quay mặt sang một bên, miệng cười nói, đầu còn nghiêng nghiêng như lắng nghe câu chuyện của bọn họ. Cô ấy thật sự, thậm chí vẫn đưa tay vuốt tóc mỗi khi cao hứng, tư thế ngồi hoàn toàn tự nhiên, nhất là mái tóc kia, nó đâu có bay lên. Tuân nhấn chân ga, xe anh giọt lên trước, trong giây lát anh đã nghi ngờ vừa rồi mình nhìn nhầm, nhưng điều đó quá vô lý. Nhớ lại cảnh tượng mấy phút trước, anh bị mái tóc đen dài thẳng tắp ấy thu hút, sau đó mới là những hình ảnh ma quái hiện ra. Muốn tìm một cái cớ nào phù hợp hơn cũng không thể, đơn giản là vì anh đã suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề, như ở đây là chuyện mái tóc. Tự nhiên trong đầu sẽ nảy sinh những liên tưởng, có thể tích cực hoặc tiêu cực, cốt là để đạt được mục đích đó. Cái này gọi là chứng tự kỷ ám thị, lại đang có sẵn áp lực trong đầu, chắc vì vậy mà những hình ảnh kỳ quái kia mới xuất hiện. Dẫu vậy Tuân vẫn không hiểu vì sao mình lại nghĩ tới một người chết treo, thứ ám ảnh anh nhất là mái tóc buông dài của người đó. Bất giác anh rùng mình, anh muốn mua một bộ tóc giả, nhưng không phải tóc người chết như vậy. Mấy ngày sau, Tuân tới một cửa hàng bán tóc để đặt mua một bộ cho Tâm. Ông chủ cửa hàng niềm nở đón tiếp anh, ông ta giới thiệu quán này đã có 30 năm hành nghề khâu tóc giả, tức là dùng tóc đính vào một lớp vải màu da, tay nghề rất cao, bằng mắt thường sẽ không phân biệt được thật giả. Chất liệu làm tóc cũng đa dạng, rẻ thì có loại làm bằng sợi ni lông, đắt thì phải kể đến tóc người thật. Nghe tới đó, Tuân hơi chột dạ, anh không hiểu lắm về công nghệ làm tóc giả, nên có hỏi tóc người thật thì ở đâu. Ông chủ cửa hàng cầm tới một bộ tóc giả bằng tóc người thật cho anh xem, nói rằng những người nuôi tóc dài xong khi cắt đi, sẽ có mấy bà đi thua mua tóc của họ, sau mới đem bán lại cho ông ấy, chất lượng tóc thường rất tốt. Tuân thử vuốt lên mái tóc giả kia, đúng là cảm giác rất mềm, từng sợi bóng mượt, chân tóc được khâu chắc chắn vào lớp vải màu da, so với tóc thật không khác là bao. Hai người nói chuyện thêm một lát, trước khi rời đi Tuân đã đồng ý đặt một bộ tóc giả bằng tóc người thật ở quán ông ta. Kiểu dáng, kích cỡ thế nào, anh đều cẩn thận dặn dò lại, nếu sai sót một chút cũng không lấy. Ra khỏi quán trời cũng đã về tối, Tuân lên xe tới viện thăm Tâm, anh báo cho cô biết món quà mà anh đang chuẩn bị sắp sửa hoàn thành, chỉ 5 ngày nữa là cô sẽ đón một bất ngờ lớn. Vì chuyện này mà tinh thần Tâm cũng được cải thiện đáng kể, các bác sĩ nói rằng Tâm đã chăm chỉ uống thuốc và tiếp chuyện với mọi người. Cô ấy vui vẻ kể về món quà bí mật mà anh đang chuẩn bị cho cô và cả đám cưới của hai người sau đó. Vài tiếng trôi qua rất nhanh, bệnh viện thông báo đã hết giờ thăm bệnh, Tuân đứng lên tạm biệt Tâm rồi xuống hầm để xe. Bệnh viện xây một hầm để xe đối diện với dãy nhà xác và nhà hỏa thiêu. Hiểu đơn giản là cửa ra của hầm gửi xe nằm phía sau dãy phòng khám chữa bệnh, bên kia lối đi là khu nhà đặc biệt. Tầng 1 là nhà xác, nhà hỏa thiêu, tầng 2, 3, 4 là dùng để chứa tiêu bản người và thực hành giải phẫu. Không khí ở đây khi trời rất âm u, chỉ phải đi một đoạn đường ra cổng chính thôi mà Tuân đã thấy không được thoải mái. Xe của anh để ở một góc khuất sáng, bên cạnh có một chiếc Lexus trắng 4 chỗ. Trong xe có ánh sáng, chắc ai đó vừa vào xe, họ sắp rời đi giống anh. Tuân thoáng nghĩ và bấm khóa xe, vừa đi qua đầu xe kia, anh hơi liếc mắt nhìn người bên trong. Chợt chân anh dừng lại, ánh sáng từ đèn trần xe chiếu ra một khung cảnh hết sức hải hùng. Người bên trong hai tay thả ra cạnh kế, đầu ngửa về phía sau, vì ánh sáng quá rõ nét nên Tuân có thể quan sát được đó là một người phụ nữ. Tóc xõa dài trùm lơ tựa ghế, ngay chính giữa mặt người đó bị đục một lỗ xuyên từ trước mặt ra sau đầu. Lỗ hổng to bằng nắm tay trẻ con, giống như bị một ống sắt đâm trúng, máu tưới ướt cả chiếc áo người ấy mặc. Hai mắt người kia trợn trừng lên trần xe, máu chảy từ hốc mắt ra hai bên mang tai, da người đó thỉnh thoảng vẫn giật lên vài cái. Sau mỗi hồi co giật, máu lại ọc ra nhiều hơn, Tuân bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết lặng. Muốn gọi người nhưng lại không thể, cổ họng anh đã nghẹn cứng rồi. Chứng kiến thảm cảnh rùng rợn như vậy, dù là ai cũng phải thấy hoảng loạn, Tuân giáo giác nhìn quanh cầu cứu, anh cuống lên không biết làm gì, hai tay không ngừng run lên. Đầu óc anh quay cuồng và cổ họng nôn nao khó tả. Giữa cơn chấn động tâm lý đột ngột đó, một câu hỏi chợt lóe lên trong suy nghĩ của Tuân, cô ấy đã chết rồi phải không? Để chắc chắn, anh quay lại nhìn thêm lần nữa, với vết thương nghiêm trọng như vậy,
hẳn là cô ấy phải chết tấp lự rồi. Nhưng cùng lúc đó anh lại thấy đầu người phụ nữ kia chuyển động, tần suất dao động nhanh kinh khủng. Tuân nhìn xoáy vào lỗ thủng trên mặt người đó, có cảm giác từ bên trong đang ẩn chứa một bí mật gì ghê gớm lắm. Tay anh vô tình siết chặt hơn, gần như quên đi sợ hãi. Anh muốn biết thứ bên trong đầu cô ta là cái khi anh bị ánh đèn làm cho chói mắt, anh đã thấy một điều kinh khủng hơn hết thảy, khiến cho não bộ khắc sâu hình ảnh đó. Tóc, rất nhiều tóc từ trong lỗ hổng trên mặt người phụ nữ tuôn ra, giống như nó đã ăn rỗng đầu người đó, rồi theo máu trôi ra ngoài, đột ngột như một dòng thác nhỏ, mớ tóc bết máu ngập đầy lỗ hổng, nó kéo dài tới tận ngực cô ta. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, Tuân thở dài, chắc do công việc của anh gần đây không được tốt, căng thẳng 3 ngày khiến anh mệt mỏi quá nhiều rồi. Bất giác anh đưa tay lên nhéo nhéo mi tâm, trong lòng có chút bất mãn. Tuân vào xe, anh không về nhà ngay mà chạy tới một quán rượu nhỏ. Bên trong không có nhạc, vắng khách và có vài người anh quen đang uống rượu ở đó. Vì thế anh nhập bọn với họ. Phương pháp giải tỏa này đơn giản mà hiệu quả không ngờ. Rất nhanh sau đó anh đã quên đi phần nào ám ảnh, uống một chút cảm giác cũng thoải mái hơn hẳn. Tới khi ngày mới đã sang, đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Tuân mới trở về nhà, trong lòng nhẹ bẫng. 5 ngày sau, anh quay lại quán bán tóc, ông chủ lấy cho anh bộ tóc giả mà anh đã đặt. Độ dài, kiểu dáng, màu sắc, quả thật anh thấy nó rất hoàn hảo. Trong đầu Tuân liên tưởng tới lúc tâm đội nó lên, cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc thế nào. Vì vẫn còn việc phải giải quyết nên anh để mái tóc vào trong xe. Tới cuối ngày, khi đã về nhà, anh mới nhớ tới nó. Tuân nghĩ giờ đã muộn, bệnh viện cũng không cho vào thăm nữa, để mai rồi anh qua tặng Tâm vậy. Bộ tóc giả được để gọn trong chiếc hộp giấy, Tuân vào nhà, anh đặt nó lên bàn và đi thay quần áo. Trong phòng tắm, anh dốc nước lên mặt, khi nước trôi hết, nhìn khuôn mặt mình trong gương, hai mắt đã có quầng thâm và má hốc đi trông thấy, có lẽ anh nên chú ý tới sức khỏe của bản thân một chút. Bỗng Tuân giật mình, có bóng người vừa xuất hiện, anh chắc chắn mình không nhìn nhầm. Gương đặt đối diện với cửa ra vào nhà tắm, từ cửa đó đi thẳng là đến cửa sổ lớn hướng ra ngoài trời. Trên cửa có một khung kính mờ, ánh sáng bên tòa nhà đối diện có thể lọt qua tấm kính, bất thình lình một bóng đen vừa che khuất chùm sáng đó. Tuân định thần, anh quay lại, vẫn là ánh sáng bên ngoài chiếu qua, không thấy bóng đen đâu nữa. Tuân nhìn giây lát, chắc chắn không thấy gì, anh nghĩ có khi là ai đó vừa đi lại ngoài đường thôi, vậy nên anh lại yên tâm rửa mặt tiếp. Đây là tầng 10, ngoài kia cũng không phải ban công, đi lại thế nào được. Ngay lập tức Tuân ngẩn mặt, trong gương lại là bóng đen kia, giờ thì nó in thành hình rõ rệt lên tấm kính. Anh thấy đó là một cái đầu thon dài, đúng hơn là nó giống như một người xõa tóc đang đứng áp vào tấm kính. Tuân bồn chồn, anh quay phát lại, trong đầu như muốn nổ tung, rõ ràng bóng đen kia đang đứng ngay đó, nhưng chỉ một phần mấy giây đã biến mất. Anh hoang mang, mắt nhìn tấm kính rất lâu, nhưng vừa liếc vào trong gương lại thấy bóng đen đó hiện lên. Đường nét trong gương rõ ràng vô cùng, cái đầu đó như được treo ngay ngoài cửa vậy. Tuân cầm cây kéo nhỏ trong khay đồ dùng lên, anh nghi là có người đã đột nhập vào phòng, chính kẻ đó đang đứng thập thò ngoài cửa kia.
hắn đoán anh ở trong này nên không để ý thấy, phải hành động trước khi hắn ra tay, để lát nữa kẻ đó mang theo vũ khí ập vào, tính mạng anh sẽ gặp nguy hiểm. Tuân nắm lấy tay cầm trên cửa, nuốt một ngụm nước miếng, anh hồi hộp siết chặt chiếc kéo. Phăng một tiếng, cửa nhà tắm mở toang, Tuân đứng thủ thế trước cửa, lưỡi kéo chĩa ra ngoài, nhưng trước mặt anh hoàn toàn trống không. Anh liếc sang hai bên trái phải, tay mở hết đèn phòng lên, mọi ngóc ngách xung quanh đều được chiếu sáng. Bước khỏi nhà tắm, Tuân hầm hầm đi một vòng quanh phòng ngủ, ra tới phòng khách, trong bếp, không thấy gì khác lạ. Đang nhìn quanh, mắt anh chạm tới chiếc hộp để trên bàn kính. Nắp hộp bị kênh lên, tạo ra khe hở cỡ nửa gang tay. Tuân nhíu mày, anh mở nó ra khi nào? Từ lúc mang vào nhà anh đâu có động tới cái hộp đó, nhưng nếu anh không mở thì ai vào đây? Để xua đi cái suy nghĩ vô lý đó, Tuân nghiễm nhiên nhận mình đã mở nắp hộp ra. Anh đi kiểm tra quanh nhà thêm vài vòng nữa, chắc chắn là không có ai rồi, Tuân mới quay lại phòng khách. Anh ngồi lên ghế, mắt nhìn cái hộp đã mở, tính đậy chặt lại, nhưng khi nhấc nắp hộp lên, mái tóc cũng rủ ra theo, đuôi tóc xõa ra bàn như một cái đầu người gục xuống đó. Tuân vuốt vuốt nó gọn lại, anh nhấc mái tóc lên, chất liệu thật đẹp, thầm khen một câu, bất giác tay anh luồn vào suối tóc, từng sợi suông mềm như níu lấy bàn tay anh. Cảm giác mềm và mát dịu, nếu ai đã từng chạm vào tơ lụa sẽ nghĩ đây rất giống thứ chất liệu xa xỉ đó. Ngắm nghía nó một hồi, dưới ánh sáng nhẹ nhàng, mái tóc ỏng ả dường như sống động hẳn lên, khiến cho người nhìn cứ muốn vuốt ve nó mãi. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng tin báo trên điện thoại, vì công việc bận rộn không có nhiều thời gian theo dõi tin tức, anh đã cài một ứng dụng đọc báo cuối ngày trong máy. Tuân cầm theo mái tóc đi ra móc treo quần áo để lấy điện thoại. Anh không muốn làm cho mái tóc bị cuốn nếp nên đã treo luôn nó lên móc, ngay trên chiếc áo sơ mi, thoạt nhìn rất giống như ai đang đứng cúi đầu, rũ tóc. Người mê tín thường rất kiên kỵ việc làm đó. Tuân không để ý, tay anh cầm điện thoại lướt lướt, rất nhiều tiêu đề hiện ra, đột nhiên anh thấy một hàng tích đập vào mắt, nữ sinh tự dẫn trong phòng riêng. Bài đăng nói về một cô gái trẻ tuổi, cách đây 10 ngày người thân phát hiện cô ấy chết trong phòng ngủ, cổ thòng qua một sợi dây treo trên trần nhà. Đặc biệt trong tay cô ấy cầm một chiếc kéo, tay còn lại nắm một mớ tóc dài. Phần lớn người đặt nghi vấn xung quanh chi tiết này, vì người chết có mái tóc ngắt, chỉ trúng tới gáy, trong khi phải dài theo. Đọc tới bình luận bên dưới, họ cho rằng cô gái đã bị giết hại, dù không có dấu hiệu xô xát nhưng chút tóc kia rất có thể được cắt từ đầu của hung thủ. Người khác lại phản bác, nếu đúng là tóc của hung thủ thì tại sao người đó lại không phi tang đi, để lại hiện Tuân như thế chẳng phải quá lộ liễu, hay kẻ đó muốn thách thức pháp luật. Tuân nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp lại hiện Tuân được cộng đồng mạng truyền tay nhau. Hình ảnh này rất quen mắt, giống như đã từng được thấy cách đây không lâu. Cô gái treo người trên cao, vai và tay buông thõng, đầu cúi gập vào cổ, chỉ khác là tóc lần đó dài, có khi phải tới ngang eo. Chính là nó, đây rất giống với lần anh thấy người con gái ngồi sau xe bus, cũng tư thế này, hình ảnh trong điện thoại chợt động đậy trước mắt Quân. Thay vì một xác người cứng đờ, anh thấy cô gái cười cười, tay vuốt tóc, rồi khuôn mặt bỗng méo mó biến dạng. Tay cầm kéo giằng co muốn cắt mái tóc dài kia đi. Nhưng chỉ sau một kéo, cô gái như sợi dây từ đâu thòng vào cổ và giật ngược người cô ấy lên. Chân tay cô gái thả lỏng và đung đưa như con lắc. Tay Tuân run lên, anh lập tức rời khỏi bài viết đó, ngón tay chuyển sang điểm tin khác, còn chưa hết quảng hồn. Mắt anh lại thấy một tiêu đề, ống sắt tạt Tuân tê rơi từ trên cao xuống, gây tai nạn một người tử vong. Tay anh tự động nhấp vào bài viết. Bức ảnh đầu tiên ghi lại hiện Tuân, anh nhận ra kia là con Lexus trắng bốn chỗ, cửa kính trước đã bị ống thép làm dở dụng. Người ta không chụp cận cảnh nạn nhân, chỉ thấy ống thép xuyên từ ngoài vào sâu trong xe, máu bắn khắp cửa kính và xung quanh ghế. Người giết nhận định nạn nhân là phụ nữ, trong ảnh thấy được hai cánh tay thả bên thành ghế, từ vai tới ngực đầy máu, tư thế ngửa đầu ra sau. Tuân nhìn tới thất thần, có phải đây là người phụ nữ anh bắt gặp trong hầm xe bệnh viện? Cô ấy thực sự đã gặp tai nạn. Năm ngày trước anh thấy cô ấy chết, nạn xảy ra cách đây 2 ngày. Tính ra những gì anh thấy so với thực tế diễn ra khoảng cách là 3 ngày. Mối liên hệ ở đây là gì? Tuân nghĩ mà da đầu tê rần, ảnh người phụ nữ kia lúc còn sống, tóc ôm mặt. Không dưng mà anh lại thấy một mái tóc bí ẩn xuất hiện, nó có vai trò gì trong chuyện này? Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại,
trước mặt là tấm kính cửa sổ phản chiếu lại hình ảnh phía sau lưng anh. Tự nhiên anh lại chú ý tới chiếc móc treo quần áo, mái tóc đen dài đã biến mất. Tim Tuân nhảy lỗi một nhịp, còn tưởng anh đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Ngay lập tức anh quay đầu lại, trên móc trống trơn. Tuân liếc mắt, hóa ra mái tóc đang nằm dưới đất, cách anh vài bước chân, nó rơi từ trên móc treo quần áo xuống, phần đầu hướng về phía anh. Nhìn thế nào thì nó cũng chỉ là một mái tóc vô tri vô giác, làm gì có chuyện nó hại chết người. Từ khi nào anh lại trở lên sợ bóng sợ gió như vậy? Hơn nữa mái tóc này trông không có gì nguy hiểm. Tuân thở dài, anh cúi xuống nhặt mái tóc lên, phủi qua một chút, đúng là nó rất bình thường. Anh cẩn thận cất nó vào trong hộp và đậy chặt nắp lại. Mệt mỏi khiến anh không muốn nghĩ thêm gì nữa, bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, quên đi hết những vướng mắc trong đầu mình. Sau, Tuân mang hộp quà tới tặng cho Tâm. Anh tưởng sẽ được thấy khuôn mặt vui mừng của cô, nhưng Tâm chỉ nhìn nó chăm chăm, biểu cảm có phần kinh ngạc. Anh muốn cô đội nó lên, Tâm nhìn anh háo hức như vậy, sao cô có thể từ chối? Sau khi chỉnh lại mái tóc một cách ngay ngắn, hai người cùng nhìn vào gương, khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên. Trái lại với cảm xúc của Tuân, mặt Tâm càng lúc càng tái đi, hai mắt cô ngây dại, thần thái bộc lộ sự sợ hãi. Ngay lúc đó, Tâm giật mái tóc xuống, mắt không dám nhìn vào gương nữa. Trước hành động đó, Tuân hết sức kinh ngạc, anh hỏi: "Em không thích mái tóc này sao? Anh đã cố đặt nó giống với mái tóc cũ của em." Tâm ngước ánh mắt sợ sệt lên nhìn anh, trong lúc hoảng hốt, cô lại nghe thành: "Em không thích anh sao?" "Không có chuyện đó, sao em lại không thích anh chứ?" Cô vội vã níu lấy hai tay anh, giọng gần như sắp khóc. "Có mà, em thích, rất thích." Anh nhìn cô mà lòng xót xa, có lẽ Tâm chưa chấp nhận được thực tế này, anh nên cho cô thời gian để quen với thay đổi lớn ấy. Tuân ôm lấy bờ vai đang run lên của Tâm, anh siết vòng tay bao bọc lấy tấm lưng nhỏ bé, cô ghé sát vào ngực anh, thổn thức, nghe giọng anh vọng qua lồng ngực. "Anh hiểu, em đừng vội, rồi từ từ em sẽ quen thôi, tới khi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ làm đám cưới. Nếu tóc em không mọc kịp thì em hãy dùng tạm mái tóc này, em vẫn sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh, đừng lo lắng gì cả." Những lời ấm áp của Tuân, nếu là trước đây hẳn sẽ khiến cô liệm đi trong hạnh phúc, nhưng hiện tại, vì sao thâm tâm cô lại dao động như vậy? Một nỗi sợ hãi vô hình dần lấn át suy nghĩ Tâm. Thứ khiến cô sợ hãi vừa rồi, rõ ràng như vậy mà chẳng lẽ anh không thấy? Trong gương không phải là Tâm với mái tóc dài thẳng tắp, khuôn mặt cô nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, khiến cô phải kinh hãi rụng rời. Thực chất vì cô biết đó là ai? Đã từng có một thời cô thích gây sự đánh nhau trong Tuân, rồi biến cố xảy ra, cô gần như thay đổi hoàn toàn, con người hiện tại được hình thành sau biến cô đó. Điều gì có thể khiến một người thay đổi đột ngột như vậy? Chuyện đó liên quan tới mạng người, dù là gián tiếp hay trực tiếp hại chết người khác, cảm giác cũng đều giống nhau. Tới khi Tuân tạm biệt cô để rời diện, Tâm lập tức dứt mái tóc vào hộp, cô không dám làm vậy khi có mặt anh. Cô biết anh đã đặc biệt mua nó cho cô, không lẽ nào cô lại khiến anh thất vọng? Biết đâu anh lại sinh ra chán ghét, rồi vì thế mà anh rời bỏ cô, vậy lỗi là do cô, chắc chắn là do cô mà ra. Tâm lập tức đậy nắp hộp giấy lại và nhét nó xuống gầm giường bệnh, tới lúc này cô mới dám liếc vào gương, tự nhiên cô thấy mặt mình vừa nhợt nhạt vừa xấu xí. Cảm giác trong miệng đắng ngắt, số thuốc vừa uống vào đang nghẹn ở cổ, chúng khiến cô khó chịu tới mức phải lập tức chạy vào nhà vệ sinh, dùng tay móc trong họng để nôn ra bằng hết. Là do số thuốc này, Tâm nghĩ, những bác sĩ không nói cho cô biết thuốc này để làm gì, họ bắt cô uống mỗi ngày, làm cho thân hình cô trở lên gớm ghiếc như vậy. Một nỗi căm hờn dội lên trong lòng Tâm, vừa rồi cô còn thấy y tá nói cười với Tuân, có phải cô ta đang tán tỉnh anh không? Anh là mẫu đàn ông hấp dẫn như vậy, chắc chắn cô ta sẽ muốn ghe đản anh. Cô ôm ngực thở dốc, hai hàm răng nghiến chặt, chỉ nghĩ tới đó thôi mà Tâm hận không thể lao tới cắn xé cô ta, khiến cô ta không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa. Tối hôm đó, đến giờ uống thuốc, Tâm đang ngồi trên giường, y tá tới trao thuốc và nước để cô uống, lại chiêu thức cũ, cô ngậm chúng trong miệng. Y tá nghĩ bệnh của Tâm đã thuyên giảm nên không chú ý. Sau khi cô ta rời đi, Tâm lập tức đã hết thuốc ra, cô nhét chúng xuống khe giường, tiếp theo cô rón rén đi theo tới cửa. Bên ngoài là y tá đang đứng ghi chép gì đó, cô ấy đứng quay lưng lại với Tâm. Cô thấy đuôi tóc dài của y tá đung đưa,
nhìn mà cô chỉ muốn nhào tới cắt trụi nó. Trở lại giường, Tâm nằm quay mặt vào tường, cô trừng trừng nhìn cái màu trắng lạnh lẽo trước mặt, đôi mắt cô tối sầm lại. Tâm không hề biết, khi cô y tá rời đi, từ dưới gầm giường có một vật thể bò ra. Những sợi tóc dài quấn lấy nhau như cánh tay, lan ra thành một bóng đen khắp mặt sàn. Nó muốn bò lên thành giường, nhưng đột nhiên Tâm lại cho chân xuống xỏ dép, trong giây lát bóng đen lập tức rụt lại. Nó im lặng thu mình lại sâu dưới gầm giường, trở về với chiếc hộp đã hé mở và nằm im vào đó. Tiếng tóc loạt xoạt cọ vào thành giấy, nghe như trăm nghìn chân rết bò vòng quanh, càng giống hơn cả là tiếng bàn tay sờ soạn muốn thoát ra khỏi không gian chật hẹp. Sau hai ngày không uống thuốc, Tâm bắt đầu mất ngủ, ban đêm mỗi khi cô nhắm mắt lại, ác mộng lập tức ập đến. Lần nào cũng là một hình ảnh, lặp đi lặp lại, dù cố gắng xua nó ra khỏi suy nghĩ, Tâm vẫn thường trực nhìn thấy nó. Đó là quá khứ mà cô muốn chôn vùi rất lâu rồi, cách đây 10 năm, khi Tâm vẫn còn là một nữ sinh cấp 3. Tính chiếm hữu vốn là bản năng bộc phát từ ngày đó, cô yêu một anh lớp trên và chỉ muốn anh là của mình. Vì vậy khi thấy anh thân thiết với người con gái khác, cô đã rất tức giận. Sau vài lần bắt gặp, người con gái đó liền trở thành cái gai trong mắt Tâm. Rồi một buổi chiều muộn, khi tan tuân về, Tâm chặn đường cô gái đó, dọa nạt và đánh đập cô ta. Ác nghiệt hơn là Tâm còn dùng kéo để cắt tan mái tóc dài của người con gái đó, dẫu cho cô ấy cố gắng giải thích và xin lỗi thế nào. Tâm bị cơn ghen che mắt, lưỡi kéo không tự chủ được đã gây ra đại họa, người con gái rơi vào tâm trạng hoảng loạn cực độ. Cô ấy ôm đầu gào thét, sau khi dùng được khỏi tay Tâm, bị tiếng cười mang dại cô ám ảnh tới khiếp đảm, cô gái vội vã bỏ chạy. Vượt qua đám đông chen nhau chỉ chỏ mái tóc giờ đã trở lên nham nhở, họ thấy cô gái lao thẳng vào đường ray, đang lúc có một đoàn tàu chạy qua. Cô gái lập tức bị bánh xe lửa cuốn lấy, thân xác bỗng chốc bị xé tan, xương cốt nghiền nát rải dọc đường ray. Đột ngột tới mức không ai kịp ngăn cản, cứ như vậy họ sợ hãi rời đi, Tâm cũng vội vã bỏ chạy khỏi hiện tuân. Về sau nhờ gia đình có điều kiện mà cô thoát khỏi dính líu trong chuyện này, Tâm chuyển tuân, tâm lý cô cũng trở lên khác biệt từ đó. Gần như Tâm trở thành một con người mới, nhưng cảnh tượng về vụ tai nạn thảm khốc vẫn lưu lại trong trí nhớ cô, dù qua bao nhiêu năm vẫn không thể xóa bỏ được. Hiện tại, người cô nhìn thấy sau khi đội mái tóc giả lên, không phải ai khác mà chính là cô gái xấu số hôm đó. Người con gái ấy không một chút thay đổi, vẫn là dáng vẻ của 10 năm trước, mái tóc dài che kín bờ vai, khuôn mặt hiện lên trắng tới chói mắt. Giữa nền da trắng xóa đó là hai tròng mắt đỏ đồng đọc phóng tia nhìn hằng học lại phía Tâm, những tia máu chằng chịt nổi rõ tới mức con mắt như muốn lồi ra ngoài. Cô đã sợ tới đứng tim khi nhìn vào khuôn mặt đó, vài giây sau, nó bỗng vỡ tan ra, máu bắn thành tia xối xả, cảm giác như tia máu có thể từ trong gương bắn tới người Tâm được. Cô tỉnh giấc, toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi ướt trán, lòng bàn tay siết chặt tới đớm máu. Còn gì có thể kinh hãi hơn khi thấy người chết hiện về giữa cơn mơ như vậy? Tâm con người lại, cô muốn gào thét, muốn khóc lớn lên, nhưng trong cổ họng chỉ bật ra những tiếng u, u, giống như tiếng cô gái đâm vào đoàn tao, đột ngột tới không thốt lời. Tâm bịt tai lại, cô không muốn nghe thứ âm thanh ma quỷ đó, nhưng cô càng che chắn thì miệng càng mở lên, giống như có bàn tay vô hình đang banh họng cô ra. Vài tiếng sau, trời rốt cuộc cũng sáng, y tá vào kiểm tra thấy Tâm ngồi trợn mắt, bịt tai, ngoác miệng trên giường, họ lay lay cô và đỡ cho cô nằm xuống. Tâm níu lấy bàn tay y tá, hỏi Tuân tới chưa, cô muốn gặp anh. Y tá lắc đầu, họ không biết khi nào thì anh đến. Vậy là suốt ngày hôm đó, Tâm như người mất hồn, thỉnh thoảng lại giật mình một cái, mỗi lần như vậy cô lại giáo giác hỏi Tuân ở đâu, y tá vẫn kiên nhẫn an ủi cô. Nhưng trong mắt Tâm, đó chỉ là những lời nói dối không hơn không kém. Cô gọi điện cho Tuân, anh bắt máy và nói hôm nay có chuyến công tác đột xuất, cô đừng đợi anh, uống thuốc rồi đi ngủ sớm, mai xong việc anh sẽ lập tức tới viện thăm cô. Tâm cúp máy, lo lắng trong lòng lớn dần, tại sao lại đi công tác vào lúc này, anh còn không báo cô một tiếng, có phải anh cũng đang nói dối cô không? Rồi Tâm lại tự nhủ, đúng rồi, chắc y tá đã nói anh bỏ cô, nó muốn cướp anh khỏi tay cô, nó khiến cô phát điên lên. Còn cả thứ thuốc độc mà nó hằng ngày, đó chẳng có tác dụng gì ngoài việc giết dần cô. Tới đây khi cô trở lên thân tàn ma dại, còn y tá đó sẽ giật lấy anh. Không thể để như vậy,
Tâm vừa nghĩ vừa cắn nát đầu ngón tay cái, cô cắn tới chảy máu mà không biết. Cô chỉ muốn tìm gặp y tá để giải quyết cô ta. Và đúng lúc nghĩ ngợi đó, y tá lại từ bên ngoài đi vào. Tâm nhếch miệng cười, nó nên làm gì vậy? Cô thấy y tá đẩy một xe đồ ăn nhẹ vào phòng. À, nó còn muốn đầu độc cả thức ăn của cô, muốn cô nhanh chóng chết đi, không đời nào cô ăn một chút gì trên đó đâu. Y tá lấy kéo cắt túi bánh bông lan, cô ấy trao bánh vào tay Tâm, dùng giọng dỗ dành cô ăn một chút để lại sức. Tâm nhận chiếc bánh, cô nhìn chằm chằm cây kéo để trên khay, đột nhiên cô nói: "Chị lấy hộ tôi ngụm nước, tôi đang khát." Y tá vui vẻ gật đầu, vừa quay đi, Tâm đã nhanh tay chụp lấy cái kéo, cô lặng lẽ rời khỏi giường, tiến tới sát sau lưng y tá. Đúng lúc cô ấy vừa cầm cốc nước quay lại, Tâm lập tức ập chiếc bánh vào mặt cô ấy, rồi đẩy cho y tá ngã ra sau. Đầu bị đập trúng thành bàn khiến y tá choáng váng. Tâm chồm lên, một tay túm tóc, tay cầm kéo, cô liên tiếp cắt xuống mái tóc của y tá. Tới khi trong tay Tâm đã đầy một nắm tóc, cô vội vã đứng dậy, giấu mớ tóc đó vào trong áo. Tâm lao ra khỏi phòng bệnh. Cô thấy nhiều người đang đi lại trên hành lang, ý nghĩ bộc phát lúc đó là phải trốn, cô phải đi tìm Tuân. Tâm cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, cô đi nhanh khỏi bệnh viện. Đang lúc y tá đi kiểm tra phòng bệnh nên không ai chú ý tới cô. Vì thế mà Tâm đã lẻn ra ngoài trót lọt. Cô đi theo trí nhớ, bước chân vô định, nhưng trong tiềm thức, Tâm tự biến mình đang đi đúng đường. Cô sẽ gặp Tuân, nhất định sẽ gặp được. Bệnh viện phát hiện ra y tá nằm ngất trong phòng bệnh của Tâm. Tuy chấn thương không quá nặng nhưng tâm lý cô ấy bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô ấy hoảng hốt kể lại ra thế nào, Tâm hành động ra sao, sau cùng là cô ấy ngất lịm đi không biết gì nữa. Bệnh viện đã tìm khắp trong ngoài đều không thấy. Qua camera an ninh, họ biết được rằng Tâm đã ra khỏi bệnh viện. Người ta liên lạc với gia đình cô, báo cho họ biết vấn đề và bàn bạc cách giải quyết. Dù có cố gắng liên lạc cho cô bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là con số không. Cuối cùng họ nghĩ tới phương án là gọi cho Tuân. Nghe tin mà anh nóng lòng sốt ruột vội vã trở về. Những chuyện kỳ quái mấy ngày vừa qua khiến anh chịu ảnh hưởng không nhỏ. Trên xe, anh cố gắng tập trung không nghĩ tới điều gì tiêu cực. Bằng cách bật radio nghe tin tức, anh tưởng sẽ giảm bớt được căng thẳng ít nhiều. Trên đài đột nhiên nói về vụ nữ sinh tự dẫn trong phòng riêng, tóc mà họ lấy được trong tay cô gái sau khi giám định pháp y. Người ta đưa ra kết luận đó là tóc của một người đã chết cách đây rất lâu rồi. Điều trùng hợp là trong vụ tai nạn họ cùng tìm được mẫu tóc y hệt vậy. Tuân không muốn vì những tin tức đó mà anh thêm hoang mang hơn nữa. Anh lập tức tắt đài và đạp sâu chân ga hơn. Những chuyện tiếp theo làm linh cảm xấu trong anh càng lớn dần lên. Anh gọi lại cho Tâm nhưng không được. Cô ấy có thể gặp phải chuyện gì, nghĩ mà lòng anh lạnh băng đi. Tới bệnh viện, y bác sĩ thông báo với anh toàn bộ sự việc. Họ cũng nói là lại tìm được thuốc nhét trong khe giường và dưới gầm giường có một hộp giấy không? Đó là hộp đựng tóc, có phải là Tâm đã mang theo nó? Thứ đó bây giờ bỗng trở thành mối nguy chết người trong mắt Quân. Anh không dám chắc nó có hại thật không, nhưng linh cảm việc cô ấy mang theo nó không hề tốt đẹp chút nào. Quân vội vã rời khỏi bệnh viện, anh lên xe đi tìm cô ấy. Nhưng biết đi đâu bây giờ, đang lúc tâm thần bất định, điện thoại anh lại rung lên. Quân vội bắt máy, bên kia là Đích, cậu ta thông báo đã bắt được tín hiệu của Tâm. Ngay trên đoạn đường anh vừa đi qua, cách đó 3 km, đi về phía tay trái. Ngay lập tức Tuân quay xe lại, nếu đi hết 3 km sẽ qua hết khu vực đồng không. Tuân do bản đồ, nơi bắt được tín hiệu của Tâm là cạnh một khu dân cư, có một con đường ngay gần đó, có thể cô ấy đi men theo con đường ấy. Bằng tốc độ nhanh nhất, Tuân phóng tới đó. Khi đã vào địa phận dân cư, anh cho xe chạy từ từ, muốn xem có ai giống như Tâm đi trên đường không. Đêm khuya vắng lặng, một bên là khu nhà dân đã tắt hết điện đóm, dọc đường chỉ thấy những cột đèn nhấp nháy, xa xa bên kia là đường tàu chạy qua. Vừa đi anh vừa gọi điện thoại, nếu may mắn có thể cô ấy sẽ nhấc máy khi biết anh ở gần đây. Muốn quan sát cả hai bên, Tuân phải xuống xe, anh chạy dọc khu dân cư, không thể bình tĩnh tiếp được, anh gọi lớn. Tâm, Tâm ơi, anh tới đón em đây, Tâm. Đáp lại chỉ có bước chân sàn sạt trên đường và tiếng gió hú trong đêm. Đâu đó dẫn lên một vài tiếng cho sủa ma khô khốc. Bỗng trong bóng tôi bên phía đường tàu, Tuân thấy có ánh sáng lập lòe hiện lên. Anh vẫn gọi điện thoại nãy giờ, có thể thấy được chút ánh sáng như vậy, có phải là của Tâm không?
Lập tức anh chạy về nơi phát ra ánh sáng, bước chân hối hả, anh hét gọi tên Tâm tới khản giọng, cổ họng bị gió hong tới bỏng rát. Đúng là cô ấy, anh có thể thấy bóng lưng của người kia, thân hình nhỏ gầy, Tuân hét gọi mấy lần, lúc đó người phía trước mới giật mình dừng lại. Sau khi rời khỏi diện, Tâm đã men theo đường nhựa đi lang thang, nơi cô tới là đường tàu, nghe tiếng gọi, Tâm từ từ quay lại. Đối mặt với cô là Tuân ở cách xa 100 mét, anh không thấy rõ cô, nhưng bằng ánh đèn điện thoại nhấp nháy, anh biết mình tìm được người rồi. Tâm lấy tóc của y tá trùm lên đầu, những sợi rời rạc rơi đầy vai cô, những sợi còn dương trên đầu thì lòa xòa che hết mặt mũi. Tâm như sực tỉnh cơn mê, cô thấy trước mắt là Tuân đang chạy tới, hai chân cô lảo đảo muốn dừng lại, miệng nói: "Anh Tuân, cuối cùng anh cũng đến gặp em. Anh tới rồi đây, em đừng đi đâu cả, anh tới đón em về." Tuân nói đủ lớn để Tâm nghe thấy giọng anh trong bóng tối. "Anh thấy tóc em giờ có đẹp không? Tóc em dài thế này anh có thích không?" "Em thế nào anh cũng thích, anh xin lỗi, em ở đó thôi, anh đưa em về, ngoài này lạnh lắm." Tuân nói qua tiếng thở dồn dập, chân anh bỗng nặng trĩu. "Thật vậy à, em?" Đang nói, đột nhiên Tâm im bặt, Tuân hốt hoảng nhìn, cách đó không xa anh nghe thấy tiếng tàu quả rầm rầm chạy tới. "Sao anh lừa em? Sao anh đưa nó tới đây? Anh muốn hãm hại em phải không?" Bất chợt Tâm hét lên, giọng đầy gay gắt, chân cô giật lùi lại phía sau. "Ai?" Tuân kinh ngạc nhìn quanh, ở đây ngoài anh ra đâu còn ai nữa. "Nó đi ngay bên cạnh anh, bám trên tay anh, níu lấy người anh kia thôi, anh còn muốn lừa em." Tâm chỉ thẳng về phía Tuân, lời của cô khiến anh lạnh toát sống lưng. "Nó là ai?" Anh nhìn xung quanh, hoàn toàn trống trải, tới một bóng ma còn không có, làm gì có ai khác ở đây. Thứ Tâm thấy khác anh, cô trừng mắt nhìn thân hình nát bấy đàn bám díu trên vai anh, tóc nó xõa dài tới tận eo Tuân, đầu nó dẹo, giống như không thể trụ được trên cổ. Mỗi bước Tuân tiến lại gần, cô như ngửi thấy rõ hơn cái mùi tanh nồng của máu thịt. Nó đang thòng cả tay qua vai anh mà giới lấy cô, thân thể không lành lặn, từng mảng da rời rạc bám trên xương cánh tay. Nó giương tay song song với cánh tay anh, mỗi lúc một đến gần, tưởng như có thể chạm vào cô ngay được. Tâm lùi lại, tới tận giữa đường ray, cô chỉ thấy anh liên tiếp thét gọi, nhưng không rõ là nói gì, hai tay cô ù đi, trong chớp mắt một ánh sáng lóe lên, và mọi thứ lập tức trở về yên tĩnh. Tuân đã cố nói với cô có tàu tới, anh cũng chạy đến kéo lấy tay Tâm, nhưng chân anh chỉ có thể nhích từng chút một, toàn thân nặng như đeo đá, hai đầu gối bủn rủn, bất lực nhìn cô đứng đó, giọng nói anh lạc đi. Cho tới lúc ánh đèn tàu quả chiếu sáng thân thể Tâm, một giây sau thân thể cô liền trở nên thịt nát xương tan dưới bánh xe tàu quả, mọi thứ trong anh cũng lập tức chết lặng theo. Tuân suy sụp, chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, anh như muốn phát điên, xác Tâm bị kéo đi 200 mét mới có thể dừng lại. Một thời gian rất lâu sau, Tuân vẫn bị ám ảnh bởi chuyện xảy ra trong đêm đó. Anh phải bỏ việc để vào viện điều trị, lúc nào Tuân cũng như nghe thấy lời cô nói trước khi tàu đến. "Nó đi ngay bên cạnh anh." Tuân lại nhìn sang hai bên, trước sau, tóc gáy anh dựng đứng, da đầu tê dại, cả người lạnh toát. "Nó bám trên vai anh." Bất giác Tuân sờ tay lên vai, lên lưng, không có gì cả, nhưng vì không có gì nên anh càng cảm thấy sợ hãi. "Nó níu lấy tay anh." Đột nhiên Tuân phủi tay, tóc từ đâu rơi xuống chân anh, từng sợi rất dài, càng phủi lại càng thấy nhiều tóc rơi ra. Kinh đít quá, Tuân vội chạy vào nhà tắm, anh lấy nước té lên hai cánh tay, nhưng nước theo tay anh chảy xuống đỏ ngầu. Máu. Tuân ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt anh là chiếc gương trong nhà tắm. Trên đó anh thấy không phải chỉ có bản thân mình, có một cái đầu đầy tóc hiện lên ngay trên vai anh. Sau mái tóc là một khuôn mặt đã dở nát, không nét nào còn nguyên dạng, tới vị trí còn trở lên lộn xộn. Tuân nhìn như xoáy vào khuôn mặt đó, bất chợt anh hét lên: "Là mày!" Một lúc sau, người ta bỗng thấy lửa bóng ra từ trong căn phòng chung cư trên tầng 10, phòng khóa trái, sức lửa khủng khiếp lung nóng không khí. Bên trong phòng có tiếng người gào thét, nghe lại không ra là tiếng kêu cứu, cố gắng để ý có thể thấy đó là: "Tao giết mày, tao giết mày, mày hại chết người yêu tao, tao phải giết mày." Tới khi hỏa hoạn được dập tắt, người ta thấy đồ đạc trong phòng đã cháy tới không ra hình dạng, giữa những tro tàn đó,
có một xác người co quắp đen như than. Theo điều tra, nạn nhân là Vũ Đình Tuân, chủ căn hộ. Cách đây 2 tháng người yêu bị tàu hỏa cán chết, anh ta bị sốc tới sinh ra tâm thần. Nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn là do nạn nhân tự tẩm xăng vào người để đốt. May mắn đám cháy không lan sang các nhà xung quanh. Trong đám cháy người ta tìm được một bộ tóc giả vẫn còn nguyên lành, nhưng trong quá trình lưu giữ tại kho, bộ tóc đã bị kẻ gian đánh cắp. Vụ án không còn gì để điều tra, xin phép đóng hồ sơ. Lại nói, 10 năm trước sau khi cô gái vì hoảng sợ mà lao vào đường tàu, thân xác bị xe làm trăm mảnh, không lâu sau có một bà thu mua tóc đi ngang qua hiện tuần. Vô tình thấy mớ tóc lấp ở một góc khuất, bà ta vội giơ lấy, rồi đem bán nó cho một nhà làm tóc giả. Nhà đó liền làm sạch và dưỡng cho mái tóc trở lên bóng mượt. Trong đêm khâu tóc, người thợ may vô tình để máy khâu xuyên vào tay, đem theo sợi tóc gắn ở đầu kim mạch máu. Tới sáng hôm tiếp theo, người mới phát hiện thợ may kia đã đột tử chết. Mái tóc đó thực chất đã ngấm máu người thợ may, oan hồn người con gái chết yểu sống lại bên trong nó. Người ta vẫn không mảnh may nghi ngờ mà đem nó ra mua đi bán lại rất nhiều lần. Ban đầu nó chỉ muốn tìm được kẻ đã giết hại chủ nhân, nhưng qua nhiều năm, có những người cố tình cắt bỏ hoặc hủy hoại nó, về sau họ đều nhận lấy một kết cục đáng sợ. Qua 10 năm, dường như chính nó cũng không nhớ mục đích tồn tại của mình là gì, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy nó xuất hiện trong tiệm tóc giả, chờ đợi người chủ xấu số tiếp theo. Giống như một dòng tròn chuyển tiếp, vĩnh viễn không có hồi kết. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Video vẫn còn những thiếu sót, rất mong được sự góp ý của các bạn. Các bạn có những câu chuyện tâm linh nào muốn kể, xin vui lòng gửi về địa chỉ email chúng tôi để ở phần mô tả. Cảm ơn rất nhiều.